Diệu Nhi đã bí mật sinh con đầu lòng như thế nào? Mới đây, cư dân mạng thi nhau chúc mừng khi Diệu Nhi lộ nhiều dấu hiệu đang mang thai lần hai. Nhưng lần đầu là khi nào vẫn là một câu hỏi với nhiều người vì những thông tin về đời tư của Diệu Nhi luôn kín như bưng. Hồi tháng 8 năm 2021, Diệu Nhi dính vào tin đồn mang thai con đầu lòng. Khi ấy, nữ diễn viên thường xuyên quay các vlog ở quê Phan Thiết, hạn chế lộ diện tại sự kiện. Trong các clip đi ăn, dạo phố cùng gia đình thì nữ diễn viên đều đi dép bệt, diện áo thùng thình, di chuyển khó khăn, cần có người dìu. Không chỉ thế, trong một vài khung hình Diệu Nhi còn để lộ vòng hai lùng lùng khác lạ. Đáng nói nhất, cùng thời gian trên tim qua đường còn bắt gặp Diệu Nhi và anh Tú xuất hiện tại một phòng khám thai nổi tiếng. Không lên tiếng phủ nhận tin đồn, nhưng Diệu Nhi vô tình để lộ bức thư với nội dung gửi chị Nhi và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ. Việc người tặng quà đề cập đến thiên thần nhỏ làm công chúng càng có cơ sở khẳng định nữ nghệ sĩ hài đã lên chức mẹ bỉm. Đây cũng là lần hiếm hoi Diệu Nhi để lộ chuyện đã sinh nhóc tỷ đầu lòng. Gần đây, khi xuất hiện với vai trò là bình luận viên ở Đảo Thiên Đường, Diệu Nhi cũng lại chọn chiêu cũ, xuất hiện với trang phục giấu dáng, che tay trước bụng. Đặc biệt, ở tập 6, dù Diệu Nhi mặc chiếc váy sung nhưng khán giả dễ dàng nhận ra bụng cô đã to rõ, khuôn mặt cũng tròn trịa. Nữ diễn viên dạo này cũng hạn chế công khai lộ diện ở những sự kiện hay những buổi tụ họp đời thường cùng hội bạn.